Bây giờ là thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an phường Hòa Minh, quận Ninh Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đánh bài ăn tiền, bất chấp quy định phòng ngừa dịch bệnh của thành phố. Cụ thể, khi đang tuần tra trên tuyến đường Cao Sơn Pháo, Công an phường Hòa Minh đã phát hiện nhóm 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài binh 9 cây, ăn thua mỗi ván từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng. Các đối tượng trên có độ tuổi từ 30 đến 61 tuổi, trú tại địa bàn quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu. Qua làm việc, cả 6 đối tượng thừa nhận do rảnh rỗi, không có việc làm trong mùa dịch nên rủ nhau tụ tập đánh bài để lấy thú vui, bất chấp những nguy cơ có thể lây lan của dịch bệnh. Tại hiện trường, công an phường đã thu giữ một bộ bài tay và số tiền gần 20 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được công an phường lập biên bản xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.